Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái Sinter nha các bạn. Đây, đứng cho các bạn là cặp cái Sinter các bạn. À, cặp cái này là mẫu Bombay các bạn, mẫu Bombay. Chân móng hoàn thiện nè. Các bạn thấy con này không? Rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, mẫu Bombay các bạn. Mẫu bò này sau này nó mát sữa dữ dằn lắm các bạn, mát sữa vô cùng luôn á, mẫu Bombay các bạn. Lưng đôi nè. Sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Con này cũng vậy các bạn, con này thấy cái rúng là thấy cái ghiền các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh nè. Chân móng sò đều hoàn thiện hết các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Giá cặp này, cái sim này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại chủ bò các bạn. Thấy hai con đứng vàng. Đó, con này cái yếm các bạn khỏi chê các bạn, sải tích thì nghiêm chỉnh, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Không lan giá chỗ nào nha các bạn. Không lan giá chỗ nào các bạn, lưng đôi nè. Xe mặt xe lưng đều chính xái hết các bạn. Con này thấy cái rúng các bạn không? Rúng yếm nè. Chân móng nè, chân kiền khú các bạn. Chân kiền khú nè. Đó, lưng một lưng, chân kiền khú. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Mẫu Bombay các bạn. Con này quyền bò các bạn. Cái bên cũng vậy các bạn, quyền bò hết, sải tích nghiêm chỉnh. Rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Đó, xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh, quyền bò hết các bạn. Giá là 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Chân bóng sò nè, chân trước chân sau khẳng băng các bạn. Đuôi dài. Đó, lưng đôi đuôi dài các bạn. Giá là 40 triệu các bạn. Anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình các bạn. Thì cái rúng nhìn thấy tê người các bạn. Rúng yếm nè. Chân bóng sò hết các bạn. Đó, chân trước chân sau khẳng băng các bạn, lưng thẳng nè. Xé mặt nè, xé lưng đồ là mình quan sát là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cày đuôi nè các bạn thấy không? Cày đuôi chà bá nè các bạn. Cày đuôi chà bá luôn. Đó, xé lưng nè, xé lưng nè các bạn. Đó, xe lưng là nghiêm chỉnh nè các bạn. Nó cày đuôi lớn nè các bạn. Qua rồi. Chân móng nè, móng sò nè, khẳng băng các bạn. Cái rúng nè, rúng dài nè các bạn. Rúng dài yếm dày, xe mặt nè, nghiêm chỉnh nè các bạn. Xe mặt được nghiêm chỉnh nè, chân móng sò nè. Rúng dài nè, yếm dày nè. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn, không lan giá nha. Quyền bò hết các bạn, quyền bò hết. Giá 40 triệu cặp cái sim này các bạn. Con này các bạn, con này thì rúng nè, rúng yếm nè, xe mặt nè, chính xái luôn các bạn. Đó, xe lưng nè, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, chân móng nè, kiền khú hết nè các bạn. Con này chân móng kiền khú hết. Đó, kiền khú nè các bạn, chân móng kiền khú hết, giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây, cày đuôi chà bá luôn các bạn. Lưng thẳng, cày đuôi chà bá luôn các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh hết. Đó, cặp này mẫu Bombay, quyền bò hết các bạn. Quyền bò hết. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment dưới màn hình video các bạn. Đây, đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Con này cao 1m6 bò các bạn. Cao 1m6 bò. Đây, cao 1m6 bò nè các bạn. Đồ ngay xe lưng nha. Cao 1m6 bò các bạn. Mẫu Bombay. Quyền bò. Cao 1m6 bò. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện. Cao 1m6 bò. Thấy cái rúng đó, chỉ cái yếm các bạn. Đây, còn con này các bạn. Con này cao 1m8 bò nè các bạn. Đây, con này cao 1m8 bò, đo ngay sau lưng nè các bạn, cao 1m8 bò. Giá 40 triệu cặp cái sim này các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Và bây giờ mình sẽ được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp cái sim này chủ báo giá là 40 triệu các bạn. Đó, con đứng trước mặt bạn là cao 1m6 bò, con còn lại cao 1m8 bò, giá 40 triệu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.